Mấy con hả? Mấy con hả? Hai con, em bé ăn mà. Em bé. $33,000 em ơi. Ờ, tí thôi nữa. Quảng nghe nói. Rồi. Ồ, đừng quên che mặt nha. Trời ơi. Bao lâu lâu. Lấy khẩu trang rồi. Chết luôn, chết luôn. Cái lửa luôn. Út xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị cùng các bạn nha. Nay Út quay cái buổi sáng Út đi cân đồ cho cả nhà cùng xem nha. Lúc này Út đi là hơn 5 giờ nè cả nhà. Từ nhà Út thì Út chạy vô trong cái kinh này trước, căng dài dài qua tới bên chợ, căng dài dài tới chợ đất đá đó. Thì Út có đem đường đồ vô chợ giao, giao xong rồi về nhà của chị Sương, rồi mới đi qua bên giữa. Giờ mời cả nhà cùng đi theo Út nha. Một ngày làm của Út như thế nào? Người tới trong bọc hả? Nè con tháo bọc bỏ ra đây đi, tháo bọc đổ vô cho cái sọt này của con nè. Đi học hả? Biết tháo không? Dạ. Biết tháo không? Tháo bỏ vô xé đại bọc đi con. Con bỏ cho sọt này con hả? Xé ra đây, đây con. Thế ra, ờ, thế ra. Bật trong nè, ngoài hết rồi, xếp trong. Cái mặt ngay là đổ vô. Quá, bụt cứng nhắc vậy, ở gần đây không? Ủa, hôm qua nó có cá của rồi nữa mà, cá không? Có cá hả? Cá hả? Con này chết cái gì con ơi, chết rồi. Chết nhắc à. Bạn 2kg 2 nè, bạn cái 8 luôn à. Bạn có thể tính tiền cho nha. Ngủ chưa thức đó. Sáng mà phải ghé thì kêu người ta có cái này nhá máy hoặc là để sâu, cái đi sớm quá thì kêu người ta chờ nó thức. Đang mở cửa ra đó nha, nhà cửa thằng em. Ếch nè, hả? Cái gì vậy? Cái gì? Cái tư thì còn cái dữ chứ. Ừ. Ý, cái đó còn chim yến à, án ta, nó kêu á. Yến? Yến ở đâu, từng này nhiều yến vậy trời. Rồi mở cái ếch, đổ ra đây chị. Quanh quanh đen rồi trời. Có cái đứng bắt. Mày đâu có được đẹp. Lồn cũng bay như vậy. Bộ ếch bỏ trong đây luôn hả? Tại chỉ lấy cái gọng này rồi. Không có đầu đựng phải không? Ôi, biết hoài bà nội này. Còn mấy con
Ừ. Rồi thảy lên đi, thảy lên đi qua. Thảy vô cái sọt luôn như vậy. Hai cây bảy, vậy là của Út 600g đó, của cưng á. Này thì Út đi sớm quá, cho nên ngồi chờ người ta đi đổ lợp về với cả nhà. Đi lợp lương á, phải đi xa đó, nên ngồi mình chờ. Thì ngồi coi mấy đứa em nè, em mua đầu tư rồi đó. Ngồi đây chơi luôn. Giang mua cục thịt heo đi Giang. Rồi. Thịt heo đi. Cà chua 2.000 nó xuống đi. Trời sợ giàu quá. Trời ơi, hôm qua em của ba có 2 trái thôi, quốc mượn 5.000, 2 kg 15.000. Bây giờ cà chua tới 35.000 kg. Ơi, cái này nữa cục quay. Cái cục này thấy cái. Ờ. Không, nhắn nghe lại cái không? Ăn thịt là mua thịt. Lấy quay phim quay đi nè, quay đi nè, quay đi nè. Quay cái này có làm đây tao ai thấy được chưa? Ừ. Dưới mấy cá lồng đông về chữ chữ vậy mấy người ta có theo cũng quay nè để anh ta nè anh thích thích quay quay xem ủa sao lại coi chung với cái chốt lồng tông cái chốt lồng tông hả thịt coi chung với cái chốt lồng tông hả để xe đi coi đúng không anh cho nó béo béo á à. Khỏi để mở khỏi để vô ăn vô ủa người cá này rồi làm gì cá ăn hả? Làm gì kìa ta? Nói chi biết. Thiệt tình cái gặp bả rồi. Cô nãy giờ kêu cường giả xử cái gì. Đi vô. Làm gì vậy? Lôi ai? Cái gì vậy? Họ nói đâu có làm gì đâu có đâu có làm gì. Ê, qua làm mệt tới đâu làm gì? Ê, đi. Hơi bức gứt. Hơi bức gứt trong mình đó mấy. Thôi má, hồi tối quất một cái năm phát nó không làm. Mẹ giờ đi không muốn nổi luôn mà nó gì. Nghe lời nó. Lại được chứ. Không tâm ngủ luôn á. Ê, ơi. Đập phát cho đi. Này thì Út tới chợ rồi, Út đem lương cho giao cho chị để bà bán nè. Ba mươi ba ngàn em ơi, ký thôi nữa. Ốc đó chứ xong quá chị Tân. Ốc chứ xong thì em ngọt hết biết ngon rồi liệu. Không à. Rồi, em không có đúng không? Xúc cho em một ký ốc đó coi. Rồi. Quán ngon. Quán ngon. Quán dễ dàng ngon là dạng cá đồng. Ủa cái này cá dồ mà phải không? Đi tới đó cái xác dồ xong em. Vậy hả? Ninh luôn. Cắt vàng luôn. Con hến nó làm gì ăn ngon trời. Nó mới ăn xào xả ớt chứ là em làm gì cái con lòng tỏi ha. Cuốn bánh tráng nữa. Cuốn bánh tráng. Một cái ốc luộc ăn. Ốc bây giờ làm cơm mẻ chấm. Bảy trăm. Này thì Út về tới trên nhà của chị Thủy chị Sương nè. Mấy chị em về tới thì chị Sương cũng ngồi để lửa ớt đó. Lửa xong rồi cái đem qua giữa dao luôn cả nhà. Sáng thì cứ ba chị em này đi căng đồ xong rồi đi gom vòng vòng về nhà. Về tới nhà ngồi lửa. Giờ thì bên đây thì Út xong hết rồi. Út qua tới bên giữa nè cả nhà. Tường là qua tới giữa là khoảng 10 giờ hoặc hơn. Trước giờ thì Út cũng đi căng đồ như vậy nè. Cũng có mấy chị thì cũng hỏi thấy Út quay ăn uống không mà không biết Út làm gì. Sẵn bữa nay Út cũng quay chia sẻ cho cả nhà biết là cái ngày Út vậy đó. Út cũng có ngày mai nữa, nhưng mà Út thấy nói chung ngày nào làm ra tiền mình nuôi sống được mấy mẹ con thì Út làm thôi. Giờ thì Út cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video nãy giờ Út chia sẻ. Út xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Út xin cảm ơn cả nhà.